Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, dù người phụ nữ có tham gia vào các công việc xã hội thì vẫn giữ một vai trò chính trong công việc gia đình, từ việc bếp núc cho đến việc nuôi dạy con cái, chăm lo đời sống cho các thành viên trong gia đình. Và một giải pháp hữu hiệu có thể giúp các chị em phụ nữ giảm được sức lao động, tiết kiệm được thời gian, đó chính là các công cụ làm bếp thông minh. Và hiện nay thì có một loại nồi nấu đặc biệt giúp các chị em có thể tiết kiệm được năng lượng, tiết kiệm được thời gian và hơn nữa có thể bảo vệ được môi trường xung quanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại nồi nấu đặc biệt này nhé. Bạn có muốn tiết kiệm 75% năng lượng và thời gian khi đun nấu? Bạn có muốn sau khi đun 8 tiếng mà đồ ăn vẫn nóng hổi không? Bạn có muốn giảm khói và mùi sau khi đun nấu? Anh Dũng này, có một vấn đề là tất cả các chị em phụ nữ băn khoăn trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì dường như là mọi người không có nhiều thời gian để dành cho việc nấu nướng mà lại vẫn mong muốn đảm bảo những cái bữa ăn nóng hổi hạnh phúc bên gia đình. Cái này là tâm lý của chị em phụ nữ ngày nay, là vừa muốn tiết kiệm thời gian nấu nướng, vừa muốn tiết kiệm năng lượng, muốn thời gian giữ ấm đồ ăn kéo dài hơn, và hơn nữa lại không muốn có khói, không muốn có mùi nữa, đúng không nào? Rất là đúng anh ạ. Anh Dũng có giải pháp gì không? Nói đến cái giải pháp này ấy, thì mời cô Giang theo anh vào trong kia. Đây, mời Lương Giang vào đây. Đây chính là một sản phẩm phù hợp với tất cả những tiêu chí mà Lương Giang vừa mới đưa ra. Sản phẩm nồi nấu An Khang. Đây là một sản phẩm nồi ủ giữ nhiệt đa năng cao cấp. Nồi ủ nhiệt An Khang có dung tích 6 lít. Bộ nồi gồm nồi ủ bao ngoài, nồi nấu, 3 cá thép không gỉ, 1 khay giá, 1 vung thủy tinh, 1 vung giữ nhiệt làm bằng thép không gỉ. Ưu điểm đặc biệt của chiếc nồi này là có một bộ phận giữ nhiệt bằng hợp kim đặc biệt giúp nồi tiếp tục sôi sau khi đã ngừng cung cấp ga. Chính vì vậy mà những người làm bếp không bao giờ làm cháy thức ăn khi sử dụng sản phẩm này. Và hơn nữa là không cần phải đứng cạnh bếp để trông thức ăn. Em thấy tuyệt vời chưa? Hay quá anh nhỉ? Có nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng nồi nấu An Khang thì sẽ tiết kiệm nhiên liệu. Đúng rồi. Nhưng mà anh Dũng này, em muốn hỏi anh là không biết là với nồi nấu An Khang này thì chúng ta có thể ủ nhiệt được trong vòng bao lâu? À, với nồi nấu An Khang này, sản phẩm này có thể giữ nhiệt ở 70 độ C trong vòng 4 tiếng và 50 độ C trong vòng 8 tiếng, tiết kiệm đến 75% năng lượng so với nồi thường. Để kiểm chứng nhé, chúng ta có thể đổ cháo nóng vào nồi ủ An Khang và nồi ủ bình thường. Sau 7 tiếng kiểm tra, nồi ủ thường cháo không còn nóng nữa, nhiệt độ nồi thường chỉ còn 22 độ C. Trong khi đó, kết quả ở nồi ủ đa năng thật tuyệt vời, nhiệt độ vẫn còn 56 độ C. Với những ưu điểm này thì chúng ta có thể chuẩn bị bữa sáng ngay từ tối hôm trước, cho vào nồi ủ và sáng hôm sau chúng ta đã có bữa ăn ngon lành. Và để chứng minh cho Lương Giang thấy khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội của nồi ủ này thì ngay sau đây mời Lương Giang cùng anh sẽ làm một thí nghiệm nhỏ nhé. Chúng ta sẽ lấy một con gà chặt làm đôi. Sau đó cho một nửa vào nồi thường, một nửa con gà vào nồi ủ và đặt lên bếp ga. 10 phút sau tắt bếp, bên nồi ủ cho vào lồng ủ, còn nồi thường vẫn tiếp tục đun. Ba mươi phút sau, gà trong nồi ủ An Khang đã chín nhừ. Trong khi đó, nửa con gà trên nồi thường không nhừ bằng. Như vậy là với một cái bài toán kinh tế thì chúng ta có thể thấy rằng với 40 phút để đun trên bếp ga để luộc gà với nồi thường thì bây giờ với nồi ủ chỉ cần mất 10 phút, tiết kiệm đến 3/4 khí ga sử dụng. Để ví dụ cho Lương Giang nhé, ví dụ như một gia đình bây giờ một tháng sử dụng hết 2 bình ga với giá là 370.000 một bình. Như vậy là nếu dùng với nồi ủ thì một năm chúng ta có thể tiết kiệm đến hơn 6,6 triệu đồng. Quả là một số tiền không nhỏ phải không nào? Đúng vậy, đây có thể nói là một con số mà rất đáng để cho các chị em nội trợ phải quan tâm. Anh Dũng này, như vậy là khi mà chúng ta sử dụng nồi nấu An Khang thì có thể nấu được rất là nhiều món mà lại tiết kiệm được thời gian đúng không? Đúng rồi, với nồi nấu An Khang này
thì Lương Giang và quý vị có thể chế biến rất nhiều món ăn như luộc, hầm, kho, có thể nấu cơm này, canh, nấu chè, hấp hay nấu lẩu cũng được. Lượng vitamin trong thức ăn sẽ không bị mất đi, giúp món ăn được thơm ngon và đậm đà hơn. Đặc biệt, với nồi nấu An Khang thì chúng ta có thể cùng một lúc nấu 4 đến 5 món chỉ với vài thao tác đơn giản. Cho thức ăn chính vào trong nồi, đặt giá hấp lên, cho thức ăn phụ vào các khay có đi kèm theo nồi, đặt nồi nấu lên bếp, đun sôi. Sau đó cho vào nồi ủ. Như vậy, chỉ với một lần đun bếp, chúng ta đã có được nhiều món ăn ngon, giàu dinh dưỡng. Ngoài ra, nồi nấu An Khang còn có thể sử dụng để làm nồi lẩu. Nhờ khả năng giữ nhiệt mà chúng ta có thể thoải mái thưởng thức các món lẩu trong thời gian dài. Hơn nữa, chúng ta có thể dùng nồi ủ này để đựng đá này, đồ uống như một tủ lạnh mini nữa. Hay quá, em cũng thấy thích cái nồi nấu An Khang này rồi đấy. Và em nghĩ rằng là cái nồi này sẽ rất cần thiết với mọi gia đình, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Nhưng mà anh Dũng này, không biết là mình sử dụng cái nồi này có khó lắm không? Sử dụng nồi nấu An Khang này thì lại rất là đơn giản. Ví dụ nhá, để luộc gà ấy, thì chỉ cần cho gà vào nồi nấu, đặt lên bếp và đậy nắp kính lại. Sau khi đun sôi, ta nhấc nồi nấu ra khỏi bếp và đặt vào trong nồi ủ chân không, cài khóa cố định giữ nồi nấu và nồi ủ. Đậy nắp ngoài cùng và dựng thẳng quai xách lên, lúc này gà sẽ tiếp tục được nấu và giữ nhiệt. Sau khoảng 30 phút thôi thì chúng ta sẽ có món gà luộc chín, thơm ngon mà không hề tốn thời gian trong bếp. Với món xương hầm cũng vậy, ta cũng làm các thao tác tương tự nhưng thời gian đun lâu hơn một chút, khoảng 10 phút. Và sau khi để vào nồi ủ này khoảng 30 phút, chúng ta lại có một món xương hầm vừa ngon vừa nhừ mà lại không mất một lượng nước như ở nồi thường nữa. Với cháo thì chúng ta cũng làm tương tự các bước như trên, là đun trên bếp và cho vào nồi ủ. Nấu cháo cho trẻ em thì chúng ta đun trên bếp lâu hơn. Còn bình thường chỉ cần 10 phút nấu trên bếp và ủ 30 phút là ta đã có một nồi cháo chín nhừ giữ nguyên được lượng vitamin rồi. Nhưng anh Dũng này, không biết là với nồi nấu An Khang này khi mà chúng ta sử dụng có điều gì cần phải lưu ý không anh? Tất nhiên thì cũng có một vài lưu ý trong quá trình sử dụng. Như là sau khi nhấc nồi nấu ra khỏi bếp, tuyệt đối không được để nồi nấu lên mặt kính, gạch men. Vì lúc này nhiệt độ của tấm hợp kim giữ nhiệt là rất lớn. Khi nấu chín thì chỉ nấu bằng nồi bên trong, nồi bên ngoài dùng để ủ và tuyệt đối không đặt nồi lên bếp từ để nấu. Với nồi nấu An Khang, người phụ nữ sẽ phần nào được giải phóng sức lao động và tiết kiệm được thời gian trong đun nấu. Sử dụng nồi nấu An Khang, bạn sẽ tiết kiệm được năng lượng cả tiền bạc và góp phần bảo vệ môi trường của chúng ta. Bữa cơm gia đình sẽ trở nên ấm cúng hơn với những món ăn ngon, nóng sốt. Với chức năng giữ nhiệt, nồi nấu An Khang tiện dụng khi mang đồ ăn đi xa. Bạn sẽ có bữa trưa hoàn hảo với các món ăn nóng khi đi làm hay những chuyến đi chơi xa. Nồi nấu An Khang đã thực sự giúp tôi nấu được những món ăn ngon cho gia đình, tiết kiệm được thời gian, năng lượng, tiền bạc và lại rất tiện dụng.